Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Anh thanh niên năm nay đã 35 nổi bán trưng, vừa bị chửi cho vút mặt không kịp vì đã bỏ ra đống tiền để mua món đồ ối giời ơi này đây. Bạn xem, trông nó khác gì cục sắt vụn không cơ chứ. Thế nhưng anh vẫn tự tin khẳng định bản thân sẽ tạo ra sự khác biệt dựa vào món đồ không giống ai này. Trông quả đồ long đao này có ngoại hình cũng rất ra gì và này nọ đấy nhỉ. Anh thanh niên nạo sạch lớp rỉ sét phía ngoài, không biết tuổi thọ của nó là bao nhiêu rồi mà cũng nạo ra kha khá. Sau đó anh dùng máy mài làm sạch một lần nữa lớp rỉ sét. Là đến đâu trông nó sạch bong đến đấy đã thiệt sự. Tuy đã thủng một vài lỗ trên thân cần xử lý, nhưng anh thanh niên cực kỳ tự tin, gì chứ lỗ là anh đây tự tin nhất đấy nhé. Không chỉ phần lưỡi, anh còn dọn sạch cả phía trong phần lỗ để tra cán nữa chứ. Kiểm tra lại một chút kích cỡ mấy cái lỗ thủng, ông anh đo đo rồi đóng dấu trông cực kỳ chuyên nghiệp. Không biết định làm gì mà anh lại dùng máy khỏ để đốt theo đường đánh dấu sẵn thế nhỉ? Có bác nào thông não hộ mèo ú với? Sau đó anh lại đo thêm một lần nữa, đánh dấu rồi dùng máy cắt theo những vị trí đánh dấu trước đó, loại bỏ hoàn toàn phần thép đã bị thủng. Tìm ra một mảnh kim loại khác tương ứng, rồi mài bốn góc của lỗ thủng đến khi sáng bóng, dùng que hàn, bắt đầu đặt mảnh kim loại vào giữa, rồi bật nút. Ánh sáng chói cả mắt, ban đầu anh hàn cố định bốn góc của mảnh ghép, khi cảm thấy đã ổn, anh mới bọc kín lại theo đường viền của từng cạnh. Cẩn thận đến thế này rồi mà vợ còn chê nữa thì thôi, tối nay anh lại dỗi không trả bài cho bây giờ, đúng là thân trai 12 bến nước, đã phải làm đủ việc rồi vị trí trong gia đình cũng không thể cao hơn boss được. Anh cực kỳ cẩn thận, hàn hết mặt bên này lại chuyển sang mặt phía đối diện, vừa hàn được cạnh nào lại kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Vừa tốn công vừa tốn sức như này mà cái kết không ra gì thì nhục mặt phải biết, sau khi đã hàn xong vị trí cắt bỏ ban nãy, anh dùng máy mài trơn toàn bộ phần mối hàn. Chà đều đặn và mạnh tay cho đến khi nó hoàn toàn bằng phẳng so với mặt kim loại ban đầu, tiện tay, anh chà luôn khắp bề mặt phía ngoài của lưỡi đao. Đúng là khi làm việc đúng đam mê thì nó ở cái trình đỉnh thật sự, để đảm bảo lưỡi đao vẫn có thể xài ngon lành, anh dùng máy khò nung nóng đầu lưỡi. Đến khi nó ửng đỏ hết cả lên thì nhúng vào một chậu nước nhỏ phía dưới, khi đã nguội hẳn thì tiếp tục dùng máy nung nóng. Từng đoạn nhỏ, liên tục và đều đặn như thế, lưỡi đao dần trở nên bóng loáng, kể mà có lưỡi đao này chặt nốt khúc xương ninh cháo ở nhà mèo ú thì chuẩn bài. Sau quá trình anh lặp đi lặp lại việc nung nóng, lưỡi đao ngày càng sắc lẹm hơn, không biết có được thanh đồ long đao này làm vật phòng thân thì nóc nhà của anh có rén bớt chút nào không nhỉ? Nhìn ông anh đang cố gắng cẩn thận với từng chi tiết là biết anh dồn rất nhiều tâm huyết trong lần chơi lớn này rồi. Lỡ đam mê chuyện kim dung mà giờ phải làm cho ra ngô ra khoai thế này đây, sau khi mài lần một phần lưỡi đến bóng loáng, anh tiếp tục bôi lên một lớp kem làm sạch rồi mài thêm lần nữa. Trông nó mặt trơ chán bóng như gương mặt người yêu cũ tôi các bạn ạ, tưởng như soi gương được luôn không chừng. Sau lưỡi to còn cả phần lưỡi nhỏ phía trong, anh tiếp tục lặp lại công đoạn mài bóng, quét lớp keo, rồi lại mài. Thầy huấn hóa ra nói đúng thật, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bưởi, vì muốn ăn cả múi bưởi, nên anh đang phải ra sức quay tay nhanh nhất có thể. Vật lộn suốt cả ngày, anh mới xử lý xong hết cả hai mặt của đồ long đao, khi đã hoàn thành, anh dùng băng keo bọc hết hai bên lưỡi lại. Rồi xịt sơn đen bóng loáng lên phần thân phía trên, chu choa, đến khi bóc ra thì chu choa, trông nó xịn sò con bò thật đấy. Nhiều ông hỏi sao anh đang bọc lại ấy à? Đó là vì anh đã liên hệ với một dân anh chị hịn, quyết định mua lại con đồ long đao này rồi đấy. Đúng là làm giàu không khó mà. Thôi thì chào anh em, anh thanh niên đi giao hàng rồi nhé. Hôm sau, trong lúc dọn nhà kho, ông anh phát hiện ra một chiếc cờ lê, nhưng không phải cờ lê thường, mà là một chiếc cờ lê siêu to khổng lồ. Để tái tạo lại nó, anh dùng một loại keo bóc tẩy rỉ sét quét lên phía trên, sau đó lấy bàn chải sắt chải sạch lớp sắt đã rỉ phía ngoài bong ra. Khi đã rửa sạch, anh dùng máy xịt công suất lớn để đánh bay một lần nữa lớp kim loại đã rỉ phía ngoài, phun đến đâu sạch bong đến đấy, đỉnh thật sự. Kể mà có thể thổi bay khoản nợ của nhà cái đến từ châu Âu bằng cách này, thì cuộc đời sẽ tươi đẹp thêm biết bao nhiêu nhỉ. Sau khi xịt chất tẩy rỉ sét thêm một lần nữa, anh bắt đầu liên tục quay tay, mài mọi ngóc ngách của chiếc cờ lê, đặc biệt ở phần lưỡi lại càng phải cẩn thận hơn hẳn. Trông nó đã xịn sò con bò hơn hẳn so với phiên bản rỉ sét ban đầu rồi nhỉ. Thế nhưng chưa thể dừng lại ở đây được, thế thì nó lại đơn giản quá. Ông anh tiếp tục dùng máy gắn giấy nhám vào trong rồi là đi là lại phía ngoài, cho đến khi mọi thứ đã bóng loáng, anh bắt đầu dùng tay gia công thêm một lần nữa. Sau cả ngày quay tay đến dã rời, bạn nhìn xem, kết quả này rất rất đáng hài lòng rồi phải không? Nhưng anh thanh niên lại cho rằng, bản thân có thể nâng cấp nó lên cao thêm chục bậc nữa cơ. Anh bắt đầu dùng máy, tiếp tục mài bóng mọi ngóc ngách của cờ lê, không biết ông anh định làm gì nhỉ? Anh lau sạch, rồi lấy một chiếc xi lanh, hút sơn rồi nhỏ vào phía trong rãnh của cờ lê, sau đó dùng chổi tán đều ra. Quét hết một lớp sơn, anh đổ lên đó một loại dung dịch đặc biệt, dùng bật lửa để thổi bay hết phần bong bóng khí, rồi tiếp tục chờ đến khi chúng khô lại. Anh lau chùi lại một lần nữa thật tỉ mỉ, chiếc cờ lê lúc này đã vô cùng tuyệt vời. Nhưng anh vẫn cho rằng chưa đủ, mà tiếp tục mài thêm một lần nữa.
Bôi thêm một lớp kem đặc biệt, đảm bảo ăn đứt kem trộn của các chị livestream, rồi dùng máy với đầu bông mềm đánh nhẹ khắp chiếc cờ lê, đỉnh thật, trông nó bóng loáng xịn sò chưa kia. Nhìn như này thôi thì đã ông nào muốn sở hữu ngay món đồ đặc biệt này không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video, đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video sắp tới nhé. Mèo ú yêu tất cả các bạn.